Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp con cá bằng giấy theo mẫu này nha. Con cá mẫu này nha các bạn. Đây. Nó bơi được các bạn. Ok, bây giờ đây mình giới thiệu nè. Đây là cái phần đuôi của nó nè, hai cái vai này các bạn. Đây là cái đầu của nó nè, đây là cái mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp con cá này nha. Các bạn chuẩn bị cho mình là một cái kéo nè, một cuộn băng keo hai mặt nè, một cái bút để lắc để chúng ta vẽ con mắt của nó và một tờ giấy A4 nha các bạn. Trước tiên là các bạn gấp cái tờ giấy A4 này thành một cái hình đánh giá cho mình nè. Nhớ theo dõi hết video để ủng hộ cho mình với nha. Thì bây giờ các bạn gấp đôi trái đường thẳng này lại nè. Giờ các bạn mở ra lại nè. Bạn gấp cái cạnh này, bạn gấp cạnh này. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nha, các bạn cạnh này nha các bạn. Đấy, như thế này. Bây giờ các bạn gấp hai cái góc này nè, nó trùng với nhau nha. Sau đó các bạn chặn cái này xuống nè. Gấp luôn cái góc này xuống nha. Cái chỗ này lên. Các bạn gấp xuống. Thế này. Các bạn đo hai cạnh này bằng nhau, sau đó các bạn chuẩn bị chuẩn bị nha. Đây các bạn. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nè các bạn, nó vuông góc với cái đường chính giữa này nha. Là được như thế này. Bây giờ bạn mở ra lại nha. Các bạn mở luôn cái hình vuông này lên nè. Các bạn đẩy cái cạnh này nè. Các bạn đẩy vô trong nha. Bạn gấp lại. Đấy, các bạn đẩy vô như vậy. Cái này các bạn không đẩy vô nè. Sau đó các bạn gấp hai cái này lại luôn. Cái nó vô nếp rồi mình gấp lại. Đấy, như vậy nha các bạn. Sau đó mình gấp đi. Đây, như thế này nè các bạn. Đây. Bây giờ các bạn bẻ cái góc nhọn này nè. Các bạn bẻ lên như thế này. Sao cho cái điểm của nó là cách, cái đường thẳng của nó là cách hai cái góc này nha các bạn. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nè các bạn, nó trùng với cái đường này và cái cạnh này.
nó trong cái đường chính giữa này nha. Mình gấp vô thôi. Bây giờ các bạn gấp cái hai cái điểm này nè, hai cái điểm này các bạn gấp xuống nha, cho nó thành một cái đường thẳng nha. Như thế này. Bây giờ các bạn đo cái cạnh này nè các bạn, cho nó trùng với cái đường thẳng này nè. Cái cạnh bên kia các bạn cũng đo như vậy nha. Các bạn làm tương tự như vậy. Các bạn lấy cái nếp gấp này nó nhẹ nhẹ thôi, không cần lấy mạnh đâu. Bây giờ cái bên này nè, các bạn cũng đo bằng cái đường thẳng này. Lấy dấu thôi các bạn. Đây là nó đã có hai cái dấu nè. Bây giờ các bạn gấp cái này nó trùng với cái dấu này nè. Cái dấu sau này để các bạn chút kỹ luôn nha. Đây, cái như thế này. Bây giờ bạn mở ra nè. Các bạn gấp cái cạnh này nó trùng với cái đường chém này nè. Đường chém này nha các bạn. Ok, trước cần chúng ta định như thế này. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn gấp hai cái cạnh này vô. Các bạn nó dư lên cái góc nhọn như thế này nè. Các bạn chỉnh cái góc để cho nó nhọn cái phần này nha các bạn. Đây, nó càng nhọn là nó càng đẹp các bạn. Bây giờ các bạn lật nó qua một bên như thế này. Đây, các bạn lật nó qua bên này nha. Bây giờ các bạn gấp cái hình tam giác này nè, các bạn gấp lên nè. Đây hình tam giác này nè, các bạn gấp lên. Cái hình tam giác này các bạn cũng gấp lên luôn nha. Đây các bạn gấp lên một hướng như thế. Bây giờ các bạn gấp cái cạnh này nè, nó trùng với cái đường thẳng này nè. Đường thẳng này nè. Đây là nó trùng rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn mở, các bạn rút lên tới đây này luôn. Bây giờ các bạn mở ra nè, các bạn mở ra, các bạn gấp cái này nó cũng trùng với cái đường này nè. Đấy, như vậy nên nó sẽ dư ra cái khoảng này các bạn cũng gấp vô nha. Giống như lúc nãy đó các bạn, mình gấp lại nè. Sau đó cái đuôi này nó ở bên này, thì bây giờ cái này các bạn gấp ngược lại nha, gấp ngược qua bên này nè. Đấy, cho hai cái nó đối diện với nhau như thế này, nó sẽ là cái đuôi nè. Bây giờ các bạn gấp cái này xuống nè, bạn lật luôn cái này xuống luôn. Đấy, như vậy. Đây các bạn, là chúng ta đã ra được cái hình con cá rồi. Nhưng mà bây giờ cái đuôi nó tách ra như thế này. Các bạn dùng keo hai mặt nha. Đây các bạn cắt một chiếc keo hai mặt nè. Các bạn dán vô nè. Dán vô cái chỗ đuôi đó. Sau đó các bạn dán cái đuôi tàn xuống nè. Đây, cho nó dính lại với nhau nè. Đấy, như vậy là cái đuôi nó không có bị hở nữa các bạn. Đây, nó dính lại rồi nè. Bây giờ các bạn vẽ mắt cho nó nha. Mình vẽ cái mắt cho nó.
vậy nè các bạn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cách gấp con cá bằng giấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.